Thách nước từ đây về chắc chết luôn. Đâu hối đâu. Thật sự là cảm thấy gai hết người. Gạo càng nở càng ít nước. Gạo càng khô thì càng nhiều nước. Cái loại cây rau em không thấy. Còn rau gì khác không nhỉ? Để mà phân biệt rau với cây anh chả biết đâu. Chỉ biết là rau thấp hay cây cao thôi. Cũng đã có lúc rất là nản. An ơi! Về đang về! An ơi! An ơi! Trời ơi, anh cho nhiều nước thế. Đồ ngon mà. Đồ ngon như cháo rồi. Bước một tốt. Bắt đầu luồn sâu. Theo tôi. Tại vị trí này, đồng chí cảnh giới về hướng Tây Nam, quân thì báo cáo tôi, rõ chưa? Rõ.